guys, it's me, I'm Thanh from Ama English, and this is the fourth video to study pronunciation through Action Quiz. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thanh đây, Thanh đến từ Ama English, và hôm nay thì Thanh lại quay lại với clip thứ 4 về học phát âm thông qua các câu nói trên động lực. Ok, hôm nay Thanh mang đến cho các bạn một câu nói của Simon Sinek. Ok, và như thường lệ thì mình sẽ bắt đầu đọc và dịch câu quote cùng với nhau đầu tiên. Sau đó thì chúng mình sẽ bắt đầu phân tích cách đọc của từng âm. Và những cái âm khó đọc thì Thanh sẽ ghi lưu ý. Và Thanh sẽ ghi các cái tips, các dấu hiệu nhận biết các âm đọc ở bên cục bên tay trái của Thanh. Mọi người lưu ý sẽ có quyển sổ cho mọi người nhá. Mọi người ghi xuống quyển sổ và mình thỉnh thoảng mình mở ra, mình học cùng với nhau đúng không ạ? Rồi, và cuối cùng là chúng mình sẽ bắt đầu chia sẻ về những cái bài học trong cuộc sống liên quan đến cái câu quote này. Nếu các bạn thấy các cái có cái bài học có hay và gắn liền với những cái câu quote mà Thanh đưa ra cho các bạn, thì các bạn có thể chia sẻ ngay ở dưới phần comment cho Thanh nhá. Ok, ok, are you ready? There we go. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mình bắt đầu nha. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu phân tích cái cách đọc của từng âm một đúng không? Hôm nay mình tuy là cái câu quote nó khá ngắn, thế nhưng mà có khá nhiều các cái tips nhỏ nhỏ mình cần phải học ngày hôm nay đúng không ạ? Rồi, hôm nay mình sẽ bắt đầu xem mình sẽ học được những cái gì nhá. Đầu tiên, mình sẽ bắt đầu đọc dịch cùng với nhau nào. Câu này khá dễ, Thanh nghĩ là mình không cần, các bạn có thể đọc dịch được, nhưng mà mình sẽ đi với nhau về phần phát âm nhiều hơn nha. Yes. Dream big, start small, but most of all, start. Okay. Dream big, start more, but most of all, start. Là gì ạ? Tạm dịch có nghĩa là mơ lớn, okay? Bắt đầu nhỏ, nhưng trên tất cả là bắt đầu. Ok, câu này khá hay, yes. Bây giờ mình sẽ phân tích câu đọc, cách đọc của từng âm trong cái này đấy nhá. Ok, đầu tiên, dream, dream, ok. D và R là hai phụ âm khác nhau, gần nhau, mình sẽ tách giữa D và R đúng không ạ? Yes, từ này có một âm đọc, một âm tiết nhưng mà có hai âm đọc. Mình sẽ đọc là D, dream, dream. Rồi, EA ở đây là dấu hiệu nhận biết của âm Y dài. Cái tips thứ nhất mọi người ghi cho Thanh nhá. Đầu tiên, EA là dấu hiệu của âm Y dài. Yes, Y dài mình đọc sao ta? Ok, Y dài mình đọc này nhá. Y, hơi miệng, hơi như kiểu hơi cười một xíu đúng không ạ? Ok, lưỡi ở giữa chung chung và không chạm vào ở vị trí trên dưới nhá, ở giữa này. E, 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 good job. Mình sẽ đọc là dream, 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 dream. Ok, âm M, ending sound ở đây là âm M, M. Ok, mình sẽ đọc là dream, dream. Ok, rồi, mình sẽ đọc là dream, ở đây là Y dài. Tiếp theo, tên này ạ, tên này dễ rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà mọi người đừng có đọc mà big big nhá, bởi vì từ nào đa số mình cũng có ending sound hết. Mình sẽ đọc cái từ này ending sound của nó là âm đúng không ạ? Mình sẽ đọc là big, 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 right? Ok, cái này là âm y ngắn. Nếu mà trong từ có một âm tiết thì âm y mà có chữ y xuất hiện thì y đấy được phát âm là y ngắn đa số nha mọi người, lưu ý. Ok, mình sẽ đọc là âm y ngắn. Mình sẽ đọc là big, big, big. Ok, đây. Cái từ này hôm trước video clip vừa gặp xong, mình sẽ đọc là start, tách âm. S và T là hai phụ âm khác nhau gần nhau, mình sẽ tách. Ok, R và T là hai phụ âm khác nhau gần nhau, mình sẽ tách. Và R, tiếp thứ hai ôn lại một xíu. R mình sẽ đọc là A dài, đúng rồi ạ. Thì ở đây mình sẽ đọc là A dài. Ok, mình sẽ đọc là start. Cái âm này sẽ có cách đọc là start. Ok, mình đọc là start, 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 yes, start. Ok, rồi, từ này Thanh nghe thấy mọi người phát âm là gì nhỉ? Small, rồi small, rồi small, smell. Không biết, nhiều cách phát âm đọc lắm. Ok, mình sẽ phân tích hiểu tại sao mình đọc đúng hay đọc sai nhá. Tách âm nào, SM là hai phụ âm khác nhau gần nhau mình tách. L, L là hai phụ âm giống nhau gần nhau mình tách. Thế nhưng mà mình chỉ đọc là một thôi nhá. Ok, vậy thì ở đây cái âm có một cái tip cho mọi người. Tip thứ ba đó là nếu mà xuất hiện A, L, L, A cộng L, L ấy, thì mình sẽ, cái âm chữ A này mình sẽ đọc là âm O, 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 O dài. Ok, O dài, mình sẽ đọc là, chính vì vậy mình sẽ đọc là small, 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 small. Mọi người nghe thì giống âm O trong tiếng Việt, nhưng bản chất là trong tiếng Anh mình không có âm O nhá. Mình sẽ đọc là
O O O nè mọi người nè. O O O O. Đó, sau đó mình sẽ cái âm L ở cuối từ mình sẽ cong lên. Ok, mình là small 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 small. Yes. Repeat after me. Small. One more time. Small. Small. Okay. Nó hơi giống âm O nhưng bản chất không phải âm O nha mọi người. O O bởi vì cái âm O dài trong tiếng Anh ấy nó phát âm hơi giống âm O một xíu nhưng không phải âm O. Ok. Mình sẽ đọc là small, small và cái cách phiên âm của từ này ấy, nó là as. O dài và O. Đấy là lý do tại sao Thanh bảo là à ở đây có hai phụ âm nhưng mà chỉ đọc là một bởi vì phiên âm nó chỉ có một từ thôi. Đúng ạ? Và từ nào khi mà tách âm cũng thế, khi mà từ nào có hai phụ âm giống nhau lần nhau mình tách nhưng mà chỉ xuất hiện một cái từ đấy trong cái phiên âm của nó thôi. Và cái từ này mình sẽ đọc là small 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 small. Ok rồi, tiếp theo là từ bat. Bat âm ơ nha. Ok, mình đi qua từ này, từ này học rồi. Bat bat rồi. Từ này từ này chú ý một xíu, từ này mọi người hay đọc là most most rồi most đó. Nó là âm O nha mọi người, âm O. Ok, cho nên cái từ này mình sẽ đọc là most most. Tách âm nào, S và T là hai phương khác nhau gần nhau, mình sẽ tách giữa S và T nhá. Rồi âm O ở đây mình sẽ đọc là âm O O O O. Ok, most 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 of. Ok, mình nối âm đây nhá. Most of. Nối em nhá. Và cái âm of chữ này mình phân biệt chữ này và chữ này nhá. Cái này mình đọc là of, còn cái này mình đọc là of 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 of. Ok, cái âm F ở đây đọc là V, còn âm F ở đây đọc là F. Cách phát âm của hai âm này ra sao? À, khẩu hình miệng giống nhau nha. Răng trên để ở môi dưới, nhưng mà để hờ hờ ở phía trong thôi nha mọi người, đừng có chèn ra ngoài như thế. Ok, mình sẽ đọc là, còn âm V thì là rung dây thanh quản, còn âm F thì là mình sẽ không rung, chỉ có hơi bật ra thôi. Mình sẽ đọc âm V đầu tiên này, giờ dây thanh quản nào mọi người. Ok, đọc theo Thanh nha. Of 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 of. Ok, good job. Còn off này nhá. Ok, đọc cũng sờ dây thanh quản nhưng mà lúc này cái cổ mình không rung, dây thanh quản của mình không rung nhá. Mình sẽ đọc là âm offer trước này, vẫn làm răng trên để vào môi dưới và cho hơi ra. Có rung không mọi người? Nếu mà rung là sai nhá. Ok, không rung mới đúng nhá. Ok, Thanh kiểm tra rồi, không rung. Ok, bây giờ Thanh đọc vào âm nha. Of 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 of. Yes, good job. Vậy thì cái này mình sẽ đọc vào most of V nha, V. Ok. Cái này đây là dấu hiệu của âm gì ạ mọi người? A L L là dấu hiệu của âm. Mọi người thấy có giống không? Yes, âm O. Đó, thế nên mình sẽ đọc là O O O. O dài nha. O ừ O ừ O ừ O ừ. Kết vào O O. Most of vowel nối âm. Most of vowel âm V đúng không ạ? Và nối vào âm này thì mình sẽ là most of vowel. Most of vowel O dài. Most of vowel. Most of vowel. Most of all. Most of all. Ok. Next. S và T là phụ âm khác nhau gần nhau tách. R, T là hai phụ âm khác nhau gần nhau tách. A, R là dấu hiệu của âm A dài. Đúng rồi. Mình sẽ đọc là start. 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 Ok. Start. 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 Rồi. Good job. Well done. Xong rồi. Hôm nay mình sẽ bắt đầu, mình sẽ đọc chậm dần với nhau nha. Sau đó tăng dần tốc độ và đọc với tốc độ tự nhiên nha. Now, dream big, start small, but most of all, start. Dễ không ạ? Khá dễ đúng không? Nhưng mà cái nhiều âm có tips, có nhiều khá tips, nhiều tips vào đây đúng không ạ? Dream big, start.
last more, but most of all, start. One more time. Dream big. Start small, but most of all, start. Okay, one more time. Dream big. Start more. Start small. But most of all, start. Dream big. Start more. Start small. But most of all, start. Okay. Mơ lớn đi, bắt đầu nhỏ thôi. Nhưng trên hết, trên tất cả là bắt đầu. Ok, câu này khá hay. Thanh hay có câu chia sẻ cho học viên của Thanh là gì ạ? Đã mơ là phải mơ lớn đúng không ạ? Ok, đã mất công mơ tại vì không ai đánh thuế ước mơ của mình đúng không? Thế nên mình cứ mơ đi. Bởi vì khi mà mình mơ thì mình sẽ định hình trong cái mindset, trong cái tư tưởng của mình luôn luôn là như vậy. Và mình luôn luôn mình sẽ có được những cái điều đó. Thì dĩ nhiên trong cuộc sống mình sẽ nỗ lực hơn, tìm tòi hơn để mình đạt được cái điều đó trong cuộc sống. Vậy thì cứ mơ đi. Nhưng mà mình phải bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhất đúng không ạ? Nhưng mà trên hết tất cả, mơ là một chuyện, nhưng mà cái giấc mơ và hiện thực nó khác nhau đúng không ạ? Thì các bạn phải hành động, phải bắt đầu. Thì cái bắt đầu chính là đặt cái dấu mốc cho các bạn, để các bạn có thể tiến tới những cái mục tiêu của mình, tiến tới những cái gì mà mình mong muốn trong tương lai đúng không ạ? Ok, đấy là điều mà Thanh muốn chia sẻ cho các bạn. Ok, that's it for today. This is the lesson I want to share for all of you. Đấy là cái bài học mà Thanh muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Nếu mà các bạn còn muốn có những cái bài học nào mà muốn chia sẻ lại cho Thanh thì hãy comment ở phía bên dưới. Và nếu mà các bạn thấy cái video clip này hay thì cho Thanh một like và share video clip này để chúng Thanh có nhiều thêm động lực để Thanh có thể làm nhiều video clip để chúng ta có thể học cùng nhau thông qua các phát âm và cũng như là các câu nói truyền động lực để chúng ta có thể chia sẻ những giá trị cùng với nhau. Ok, that's it. Bye bye.